Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà thật đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại top 5 mẫu nhà tân cổ điển đẹp nhất trong tháng 10 2024 nhé. Trước khi đến top 5 ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hotline của chúng tôi là 092-774-8888, 092-556-4444. Hiện tại, chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Trung thì quý vị cũng có thể ghé đến trụ sở Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột. Hiện tại thì chúng tôi cũng vừa khởi công xây dựng là trụ sở Thanh Hóa nha quý vị. Còn ở miền Nam thì quý vị có thể ghé đến trụ sở Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 5 trong top 5 ngày hôm nay. Đó sẽ là mẫu nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Quan sát từ 3D ngoại thất trước nhé, thì đây sẽ là công trình 2 tầng mái Nhật với thiết kế tân cổ điển nha quý vị. Về kiểu dáng thì công trình này nó sẽ có những cái đặc trưng như sau. Về phong cách tân cổ ha, ta thấy là những cái đường chỉ nè sẽ chạy dọc khắp công trình nha, những cái đường chỉ âm nha quý vị. Từ những chiếc cột biên rồi cột hiên vân vân, đó cột sảnh nè quý vị thấy rất là nhiều ha. Rồi bên dưới chân tường cũng có những cái trụ cột như thế này, rồi có những cái đường cong kiến trúc vòm vân vân. Rồi hệ thống cửa thì sử dụng đó chính là cửa nhôm hệ kính nha. Và có một cái điểm thú vị của công trình này đó chính là để cho nó có thể phù hợp với cái màu sơn. Quý vị thấy là chỉ có một màu trắng thôi, thì cái phần cửa ở đây nè, kiến trúc sư cùng với gia chủ đã thống nhất luôn, đó chính là cũng sẽ lựa chọn cái cửa nhôm hệ kính là màu trắng nha quý vị. Bởi vì cửa nhôm hệ kính thì thường ta hay thấy là hay sử dụng là màu ghi đúng không nè. Còn ở đây khi mà chúng ta sử dụng màu trắng thì nó sẽ tạo cái cảm giác nó sáng hơn và khiến cho ngôi nhà của ta cảm giác là nó sẽ sang trọng hơn khá là nhiều nha quý vị. Rồi về phần mái bên trên thì sẽ là sử dụng là mái ngói ha, và cụ thể là ngói màu xi măng với tông màu xanh dương có phần đối lập với tông màu trắng ở phía bên dưới. Những phần lan can thì sẽ là lan can sắt nghệ thuật hoặc lan can nhôm đúc với tông màu đen và vàng nè, kết hợp với nhau. Ở những vị trí này là tiểu sảnh nè, mảng xanh, chúng tôi sẽ thiết kế những cái bồn cây như quý vị. Đây, những vị trí này ha. Bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá chẻ, sẽ bao lại khắp cái vị trí này. Còn sảnh sẽ thiết kế năm bậc tượng trưng cho ngũ hành là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và chúng tôi sẽ ốp ở đây đó chính là granite đá hoa cương, với tông màu là đen và trắng sẽ xen kẽ với nhau. Quý vị có thể thấy là màu trắng thì sẽ thiết kế giống như là trải thảm vậy đó, ở ngay vị trí trung tâm đúng không nè. Hiện tại thì cũng đang được khá nhiều gia chủ ưa chuộng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua về mặt bằng công năng của ngôi nhà nhé. Chiều dài của nhà này sẽ là 11m, chiều rộng sẽ là 8m. Về công năng chúng tôi bố trí như sau: tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ và hai vị trí của nhà vệ sinh. Còn tầng 2 thì chúng tôi sẽ bố trí đó chính là phòng thờ nè, sẽ có thêm là 3 phòng ngủ nha quý vị. Và tương ứng là ở bên trong mỗi phòng ngủ đều sẽ có một vị trí của nhà vệ sinh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 4 trong top 5 ngày hôm nay. Đó sẽ là mẫu nhà của gia đình anh Trần Văn Hoàng, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình. Quan sát qua về 3D thì đây lại không phải là một công trình 2 tầng mà sẽ là một nhà vườn 1 tầng nha quý vị, với thiết kế mái Nhật và phong cách tân cổ điển. Thật sự thì nhà vườn thì người ta hay lựa chọn là nhà hiện đại nhiều hơn. Nhưng mà quý vị thấy là với nhà tân cổ điển thì cũng tạo nên một cái nét gì đó nó cũng khá là khác biệt đúng không nè. Ở đây sẽ có những cái đường cong nè ha, kiến trúc vòm nè. Rồi màu sắc thì cũng giống như đa phần những công trình tân cổ điển khác, thì gia chủ sẽ lựa chọn duy nhất một màu trắng này nha quý vị. Hệ thống cửa thì cửa chính ở đây thì quý vị có hai sự lựa chọn. Một là quý vị muốn tăng lên cái sự sang trọng á, thì ta sẽ lựa chọn là cửa gỗ tự nhiên. Trong đó thì miền Bắc người ta thường chọn là gỗ lim Nam Phi, còn miền Nam thì lựa chọn là gỗ căm xe, gỗ gõ đỏ vân vân. Thì cái điều đó là tùy thuộc vào lựa chọn của gia chủ thôi. Còn hệ thống cửa còn lại sẽ là cửa nhôm hệ kính để lấy sinh khí bên trong một cách tối đa. Còn cửa chính á, ngoại trừ cửa gỗ tự nhiên thì quý vị còn một lựa chọn khác nữa, đó chính là chúng ta có thể cân nhắc sử dụng là đó chính là cửa thép vân gỗ. Bởi vì dòng cửa thép vân gỗ bây giờ nó cũng khá là đẹp quý vị, trên thị trường giá cả cũng phải chăng, và đặc biệt thì đó nó rẻ hơn so với cửa gỗ tự nhiên khá là nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta chuộng về cái mặt là tiết kiệm chi phí thì chúng ta có thể tham khảo qua cửa thép vân gỗ cho ngôi nhà của mình. Còn ở đây nè, phần sảnh sẽ thiết kế 5 bậc tượng trưng cho ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ nhé. Ở vị trí ngoài trời ở đây thì cái hệ thống đèn cũng khá là quan trọng.
À, đây những cái đèn ngoài trời ha. À, và ở đây sẽ có cái đèn, một cái đèn pha lê luôn. Với hệ thống đèn đó quý vị, thì hiện tại Mac Home chúng tôi đã có nhập khẩu và phân phối những dòng đèn của Mac Home. À, quý vị có thể tham khảo qua, thì sẽ có những cái đèn ngoài trời, đèn hắt trần, rồi đèn hắt tường, hay là cả là những cái đèn downlight tiết kiệm điện. Nói chung là tùy thuộc vào sở thích quý vị thôi, và chúng ta có thể lựa chọn. Chúng tôi sẽ cuốn catalog vật liệu để gia chủ có thể lựa chọn nhé. Còn bây giờ thì ta sẽ xem qua, đó chính là mặt bằng công năng của ngôi nhà này. Chiều dài ngôi nhà sẽ là 12,82m, chiều rộng sẽ là 10,42m. Công năng chúng ta bố trí như sau: sẽ có phòng khách nè, phòng bếp ăn nè, tổng cộng là 3 phòng ngủ nha quý vị, và sẽ có là 2 vị trí của nhà vệ sinh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến vị trí thứ 3 trong top 5 ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà gia đình anh Nguyễn Văn Hưng ở Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất ở bên ngoài trước nhé. Thì đây sẽ là công trình 2 tầng mái Nhật với phong cách tân cổ điển. Và trở lại thì đây là một công trình phải nói cũng có những cái nét duyên dáng khác biệt ha. Những cái đường cong nè, quý vị thấy kiến trúc vòm, và cái phần lan can ở đây thì chúng ta sử dụng là nhôm đúc và sẽ được mạ vàng nha quý vị. Cột thì sẽ có sự thay đổi, ở phía bên dưới tầng 1 thì sẽ là cột trụ vuông, ở phía bên trên tầng 2 lại là cột trụ tròn. Nó tạo được cái sự khác biệt một chút xíu. Và cột trụ tròn này thì nó lại không phải là như là nhiều cái cột trụ tròn khác là cứ thẳng từ trên xuống, mà ở đây thì cái phần đế ở bên dưới này lại hơi loe ra một chút xíu. Cho nên nó tạo nên một cái sự rất là khác biệt. Cho nên là quý vị cũng có thể tham khảo qua về cái thiết kế này ha. Còn về điểm nhấn thì có thể kể đến đó chính là cái phần giàn hoa ở đây. Giàn hoa thì chúng tôi sẽ làm từ bê tông và sẽ được sơn màu trắng nha quý vị. Bên trên sẽ đặt thêm ở đây đó chính là một cái lớp máy kính. Kính này quý vị có thể sử dụng là kính nhựa hoặc kính cường lực đều được. Cái điều đó là tùy thuộc vào lựa chọn của từng gia đình mà thôi. Phần cửa thì đều sẽ là cửa nhôm hệ kính hết. Chỉ khác biệt một xíu đó chính là cái cửa chính á, thì để tạo nên cái điểm nhấn hơn thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là những cái nan hoa đồng để mà trang trí cho vị trí cửa chính. Thật sự thì đây cũng là một cái điểm nó khác biệt và nó thú vị, cho nên là quý vị cũng có thể tham khảo qua nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua về mặt bằng công năng công trình này. Chiều dài của ngôi nhà sẽ là 14,5m, chiều rộng sẽ là 8m. Về công năng chúng tôi bố trí như sau: sẽ có phòng tầng 1 phòng khách, phòng bếp, sẽ có 2 phòng ngủ và 2 vị trí nhà vệ sinh. Còn tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, sẽ có là 3 phòng ngủ nhé, và sẽ có là 2 vị trí của nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đến vị trí thứ 2 trong top 5 ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà gia đình chị Nguyễn Thị Kim Anh ở Tân Thiện, La Di, Bình Thuận. Đầu tiên quan sát từ 3D ngoại thất đi, thì điều mà tôi ấn tượng ngay từ công trình này đó chính là về cách phối màu. Quý vị có thể thấy nó sẽ khác biệt hơn hẳn so với tất cả những cái mẫu nhà từ nãy giờ mà chúng ta đã quan sát. Từ nãy giờ thì ta thấy là đa phần cái phần mái bên trên đều là màu gì ạ? Đều là màu xanh đúng không nè? Nhưng mà riêng công trình này lại không sử dụng cái tông màu xanh mà sẽ đổi sang tông màu nâu cà phê. Đây cũng là tông màu hiện tại rất là được chuộng, rất là trendy nha quý vị. Với nâu cà phê thì nó hợp với những gia chủ thích một cái màu gì đó, có thể nó không quá nổi bật nhưng mà càng nhìn sẽ càng thấy đẹp. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta xét theo quan điểm phong thủy nha, thì màu nâu này nó rất hợp với những gia chủ là mệnh thổ nha quý vị. Hoặc là mệnh kim cũng được, bởi vì sao? Bởi vì là thổ sinh kim. Cho nên là chúng ta có thể lựa chọn cái này cho ngôi nhà của mình. Tương tự thì bởi vì bên trên mái đã là màu nâu rồi, thì cái phần ở phía bên dưới chúng tôi cũng sẽ có tông màu nâu này, giống như là ở bên dưới những cái trụ cột nè, những cái vị trí rãnh nè, hay là những cái bồn cây, bồn hoa ở đây đều sẽ ốp đá với tông màu nâu hết ha. Cái màu nâu và có những đường vân màu vàng tạo cảm giác rất khá là sang trọng nha quý vị. Và chúng ta có thể ốp granite với đơn giá hiện tại tầm khoảng 1,5 triệu cho 1m2. Còn trường hợp nếu quý vị muốn tiết kiệm chi phí hơn, ta có thể đổi sang phương án khác, đó chính là chúng ta có thể là sơn. Có thể cụ thể là chúng ta có thể là sơn giả đá, thì chi phí nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc chúng ta ốp đá nha quý vị. Còn phần lan can thì sao? Lan can thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng nè, quý vị thấy lan can kính cường lực nha quý vị. Đó, quý vị có thể thấy đây, kính cường lực nó sẽ tạo cái cảm giác nó trong suốt, nhẹ nhàng hơn cho công trình của mình và tạo cảm giác cơi nới không gian. Ví dụ ta đứng ở cái phần ban công này thì ta cảm giác không gian nó rộng hơn rất là nhiều, cho nên là bây giờ cũng khá là nhiều gia chủ ưa chuộng. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem qua mặt bằng công năng công trình nhé. Chiều dài của nhà là 19,7m, chiều rộng sẽ là 10,7m. Công năng tầng 1 chúng tôi sẽ có bố trí phòng khách và kết hợp phòng bếp ăn, sẽ có là 2 phòng ngủ ha, rồi tương ứng là 3 vị trí nhà vệ sinh, có 1 vị trí thang máy ở vị trí này.
Tiếp theo thì tầng 2 chúng ta sẽ bố trí, đó chính là phòng thờ, phòng sinh hoạt chung. Sẽ có thêm là 3 phòng ngủ nữa ha. Và sẽ có là 3 vị trí của nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ đến vị trí quán quân top 5 ngày hôm nay. Đó sẽ là mẫu nhà của gia đình chị Lê Hoàng Oanh ở Lán Giòn, Giá Rai, Bạc Liêu. Quan sát từ 3D ngoại thất trước, vì sao tôi lựa chọn mẫu nhà này là vị trí quán quân? Thì bởi vì tôi thấy đây là mẫu nhà có sự khác biệt. Và thường thì tôi thấy là những công trình mà có sự khác biệt, có thể hiện được cá tính của gia chủ, thì bản thân An rất là thích. Cho nên là An nghĩ rằng An có thể là lựa chọn công trình này ở vị trí quán quân để mà gia chủ có thể tham khảo qua. Và với công trình này thì nó sẽ có những cái đặc trưng thú vị gì? Đầu tiên có thể thấy ngay đó chính là cái thiết kế giống như là nhà sàn cách tân. Quý vị thấy nó sẽ được đẩy lên khá là cao phía bên trên ha. Ở phía bên dưới này sẽ làm cái hầm, và chúng ta có thể đậu xe, xem như cái hầm đậu xe ở phía bên dưới, giúp che nắng che mưa cũng rất là thuận tiện ha. Và đây cũng là một cái thiết kế thú vị, nhưng quý vị cũng phải cân nhắc, nếu như người ta thiết kế thế này thì cái chi phí nó sẽ độn lên nha quý vị. Cho nên là chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là mình có thật sự thích hay không. Nếu thích á, thì chúng ta đầu tư thì chắc chắn là nó cũng sẽ khiến ngôi nhà chúng ta nhìn nó nổi bật hơn. Rồi phần sảnh ngay phía trước ở đây nè, thì sẽ thiết kế đến tận là 17 bậc nha quý vị. Wow, con số rất là lơ, phải nói là độ cao cũng khá là khủng đúng không nè. 17 bậc ngay ở phía trước nhà như thế này. Cho nên là khi mà nhìn vào, em cảm giác giống như là những cái tòa lâu đài lúc trước. Quý vị thấy là sẽ có cái cầu, những cái bậc thang rất là dài ngay ở phía trước đúng không nè. Thì cái ngôi nhà này nó cũng gợi nhắc đến như vậy. Còn phần lan can ở đây cũng sẽ có những cái đường cong, và chúng tôi sẽ làm là bằng con tiện bê tông và sẽ được sơn màu trắng nha quý vị. Cụ thể là sơn giả đá. Phần gạch bên dưới thì chúng tôi sẽ sử dụng granite, đá hoa cương với tông màu vàng và đen xen kẽ với nhau. Còn những vị trí bên trên thì tường sơn trắng thôi, lan can sẽ là lan can sắt nghệ thuật và được mạ vàng. Bây giờ thì tôi sẽ xem qua đó chính là mặt bằng công năng của công trình nhé. Chiều dài ngôi nhà là 23,9m, chiều rộng là 10,68m. Công năng tầng 1 sẽ có phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp ăn, một phòng ngủ, hai vị trí vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi bố trí đó chính là phòng sinh hoạt chung, có tổng cộng đến tận là 5 phòng ngủ nữa nha quý vị, và sẽ có tổng cộng là 5 vị trí của nhà vệ sinh. Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị đó chính là top 5 mẫu nhà tân cổ điển đẹp nhất trong tháng 10/2024. Hy vọng quý vị có thể lựa chọn mẫu nhà mình yêu thích. Nếu quý vị nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay hotline chúng tôi 0927748888, 0925564444. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.